Chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kỹ thuật chăm sóc ốc bươu con mới nở, dành cho các bạn nuôi quy mô nhỏ và nuôi bể bạt. Thông thường ốc con mới nở chúng ta để ý nhé, là sẽ có cái tập tính là đu bám lên cái giá thể, chẳng hạn như là những cái loại ở như chúng ta để ý ở ngoài tự nhiên ấy, nó sẽ biểu lên những cái giá thể có cái chất mùn hữu cơ tự nhiên hoặc những cái lá bèo, lá mùng bám để mà hút những cái dưỡng chất. Bởi khi ốc con mới nở thì hệ tiêu hóa là chưa giống như con người chúng ta vậy nhá, chưa có bọc những cái loại thực phẩm cứng, chỉ tiêu hóa những chất có mùn bã. Cho nên là đối với các bạn mà nuôi ở quy mô nhỏ hoặc là ở các bạn ở vùng nông thôn, các bạn gần những cái khu chợ có bán những loại cái thân cây dọc mùng, hay là các bạn có trồng những cái mô này, thì theo mình thì là các bạn nên là làm theo cách của mình. Đây là đối với con mới nở thì những ngày đầu tiên á, trong vòng cỡ tháng đầu tiên á, thì chúng ta nên cho ăn những chất mà tạo ra cái mùn bã hữu cơ nhiều, chẳng hạn như là cái môn ủ của mình đang ủ đây, chẳng hạn như là mình sẽ phơi khô lên. Đầu tiên là mình sẽ cắt ra từng miếng này, nó chỉ kích thước dài đến tầm khoảng cỡ 10 đến 15 cm thôi, để phù hợp cho cái quá trình mình có đưa ống hút vào dọn bể thì chúng ta dễ di chuyển ống hút trong này để dọn những cái cặn bã, những cái chất thải của con ốc sau khi quá trình ăn thì nó sẽ dư thừa ra. Đó. Để các bạn sẽ chặt nhỏ này, tầm khoảng như của mình trên tay mình đây, khoảng cỡ 15 phân trở lại thôi. Chúng ta sẽ chặt ra, sắt ra, phơi khô lên. Đó. Sau đó là chúng ta phơi đến lúc nào mà cái thân cái môn này ngả vàng ra. Đó. Thì chúng ta có hai cách nhé. Một là chúng ta phơi khô này. Hai là chúng ta sẽ cắt thành miếng. Đừng bỏ lá chung vào. Các bạn nên lựa lá bỏ hẳn ra ngoài. Đừng bỏ chung với lá mà sau này lá nó sẽ lụn nhanh hơn và làm gây thối cho cái thân cây này, nên các bạn cắt riêng ra, lá tách riêng qua, thân cây tách riêng ra. Chúng ta sẽ có hai cách thì chúng ta sẽ phơi khô. Đó. Sau đó là chúng ta sẽ, sau khi nó teo khô lại mà ngả sang cái màu nâu này, chúng ta sẽ cho vào cái chậu thau nước, xô nước thì nó chúng ta ngâm cho rã ra, ngâm rã mềm. Để cho rồi đồng thời là để cho cái thân kim môn này nhả ra một cái lượng chất độc tố của thân kim môn, chất gây ngứa đó, ngâm ra để cho ngâm trong khoảng thời gian tầm khoảng là 2 ngày hoặc là 1 ngày đó, để cho lúc nào mà cái chất đen, cái màu đen của trong thân kim môn này tiết ra sạch, lúc đó ta sẽ tiến hành bỏ vào trong cái bể ốc này. Đấy, lúc ốc mới nở ra chúng ta sẽ tiến hành bỏ luôn, bỏ để cho con ốc nó rạy ra là sẽ, nó sẽ bíu vào đó, nó sẽ đầu tiên nó sẽ đã bíu vào cái thân cái môn này, nó tập trung, nó sẽ ăn những cái dưỡng chất trong cái môn này, và con ốc rất là nhanh lớn bởi cái thành phần cái môn này rất là, cũng là giàu nhiều cái khoáng chất này, có canxi này, magie này đó. Rồi đại loại là mình cũng không nhớ được tất cả cái khoáng chất đâu, nhưng mà thường thường nhưng mà nó chỉ cái hàm lượng canxi cũng tương đối là cao lớn, để là tốt cho cái quá trình phát triển vỏ của con ốc. Nói chung là ốc con này chúng ta nuôi cái bể bạt thì về cái yêu cầu chăm sóc ốc con thời điểm đầu rất là khó, không phải đơn giản như kiểu cái các bạn nuôi ốc con để mà bán giống, hay là nuôi ốc con để mà nuôi ra ao tự nhiên hoặc là bán tự nhiên đó. Cho nên là yêu cầu chúng ta phải chăm sóc rất là cầu kỳ và bên nuôi dưỡng, cho nên là cái cách chăm sóc ốc rất là tỉ mỉ. Khi nào chúng ta phát hiện cái mực, cái mặt nước này, cái màu nước chuyển sang màu tối màu rồi, cặn lắng ở trong bể quá nhiều, chúng ta sẽ tiến hành là dùng ống hút. Đây, mình sẽ sử dụng những ống hút nhỏ cỡ tầm như ngón tay này đây. Đó, chúng ta sẽ tiến hành là chọc ở đây rồi chúng ta kê cao lên, chúng ta hút xuống, rồi đồng thời là lấy cái đầu vòi này. Đấy,
đầu vòi là tiến hành rà dưới đáy. Đó, các bạn phải tay nên cầm cái vòi chiếc vòi để mà hút nước. Chúng ta không bao giờ nên sử dụng cái phương pháp là rút nước ra rồi sau đó là mang con ốc bỏ trở lại, sẽ gây ra tình trạng là tổn thương cái vỏ ốc của con ốc, cho nên là sau này làm cho ốc kém phát triển. Đó, nên chúng ta hạn chế thay nước đi. Nếu như nước còn trong, các bạn cứ ngửi cảm thấy là khi mà con ốc nước trong nhưng mà ốc vẫn còn ham ăn, không leo lên thành bờ, thì lúc đó là chúng ta còn ốc là cái nồng độ oxy trong nước vẫn còn cao, cho nên là ốc vẫn còn sống được. Lúc nào mà các bạn phát hiện ra hạn nước vẫn trong chưa đổi màu nhưng mà lại con ốc lại bò lên thành bờ rất là nhiều, cho nên là chúng ta sẽ thấy được là cái nồng độ oxy trong nước không còn còn quá thấp, cho nên là giống như con người chúng ta ở đám đông vậy thôi, khi mà thấy ngột ngạt quá chúng ta cũng phải tìm nơi ra ngoài thoáng mát để mà thở. Đó, đây là một cái lời khuyên cho các bạn nữa, đó là khi nuôi ốc chúng ta cũng phải tiến hành bỏ những cái thân bèo tai tượng này vào. Đấy, các bạn có thân bài các tượng để chúng ta làm những cái cầu để cho trường hợp những con ốc này, quá trình chúng ta vệ sinh hay là chúng ta thấy ốc rơi xuống dưới đáy là đấy, cái thùng xốp này là ốc sẽ có cái cầu để bò lên đó, bởi vì con ốc này vẫn còn khả năng đuối nước vẫn có đấy. Đó, các bạn là mới nuôi ốc là cứ nghĩ là bèo cám là đủ, không phải đâu, đủ với trường hợp là họ bán giống hoặc là họ có những cái ao nhân tạo, nhưng mà mình để tương lai này mình sẽ còn những cái bạn mà xác định mình sẽ trứng ốc và sau này mình thả vào cái bể bạt ấy, thì các bạn phải chăm sóc thật kỹ lưỡng vào, cho ăn thời điểm ốc con còn nhỏ các bạn nên là dùng những cái loại rau củ giàu cái hàm lượng đạm và canxi nhiều. Đối với mình thì mình nên ưu tiên những cái dòng lá cây hay là củ quả hay là mầm đỗ hay là mướp cũng rất là giàu canxi, đặc biệt là giá đỗ là giàu nhất nhé, cực kỳ giàu canxi nên rất là phù hợp với nuôi ốc con. Nhưng mà cái độ tuổi trong phạm vi một tuần trở lại thì ốc con này là còn ăn những cái loại thân mềm, chứ còn ăn những cái loại thân cứng như cái giá đỗ thì đối với ốc con vẫn còn cứng, nó chỉ nút nước thôi, mà nút nước thì nó vẫn không hấp thụ được hết được cái dinh dưỡng trong cái thân giá đỗ đó. Cho nên là theo mình thì là tầm khoảng dao động từ tầm khoảng cỡ 20 ngày đến 15 đến 20 ngày là mình mới cho ăn giá đỗ thôi. Mình lúc đấy mình sẽ cho ăn cái giá đỗ là thì nó sẽ ăn được nhanh hơn và ăn được sớm, cho nên là giải quyết được vấn đề là ô nhiễm nước. Bởi cái giá đỗ mà bỏ vào trong cái nước này để qua ngày ấy, nó có dấu hiệu nó phun bọt lên, tạo cái nồng độ gây ra cái tình trạng là nhiễm nước, làm cho nồng độ oxy trong nước giảm đi và con ốc bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, nó lại bò lên thành bờ nhiều. Mình cũng đã làm thử rồi với các cái thùng khác, thì bây giờ cái mật độ ốc của mình thả dày thì mình cho ăn thì cũng nó tiêu thụ rất nhanh, tiêu thụ thức ăn trong một ngày thôi, đó thôi là mình thả giá độ cho ăn trong một ngày thôi, trong ngày nó phải hết rồi, để qua ngày là rất là ô nhiễm, thì con ốc là của mình dễ sinh ra bệnh. Đó, cái bể ốc này thì cái thùng xốp này thì mình cũng hiện tại là mình thả ít thôi, còn những thùng xốp còn lại của mình thả cũng rất dày. Ở đây là hiện tại là mình cho các bạn xem con ốc này của mình, đây là mới có một tuần tuổi thôi. Đó, một tuần tuổi mà con ốc rất khỏe mạnh và di chuyển rất nhanh, chứng tỏ con ốc của mình rất là khỏe. Và hiện tại thì mình khuyên các bạn là những độ tuổi con ốc đang nhỏ về các bạn là đừng bao giờ cho ăn các cái dạng tinh bột nhé. Ăn các dạng tinh bột là con ốc của chúng ta là chưa tiêu hóa được tinh bột đâu, nó cũng có cho vào con ốc cũng chưa ăn được. Đấy, các bạn thấy chưa, các bạn nên nhớ này, nhớ cho mình là cái môn này lúc nào rất là cần trong cái vấn đề nuôi ốc này. Cái môn cái dọc mùng này, bạn ủ lụn hoặc là phơi khô, chúng ta tiến hành ngâm nước trong vòng 1 ngày đến 2 ngày
để mà thay nước trong quá trình ngâm đó. Ngâm ngâm lúc nào mà thấy nước trong thì chúng ta sẽ tiến hành vớt cái thân cây môn này vào trong cái bể thứng ốc của bạn, rồi các bạn rồi, hoặc là vớt vào những cái thùng xốp này chúng ta cho ăn nhé. Yên tâm là nước sẽ rất trong nhé, nước bao giờ cũng rất trong. Đấy, các bạn cứ yên tâm đi, mình đã nuôi cũng khá lâu rồi. Và hầu như lứa ốc nào sau đó là sau khi mình nuôi là trong giai đoạn mình sẽ từng trong cái bể trong cái thùng xốp này cho đến lúc nào bằng cái gần bằng cái đầu ngón tay út của mình là mình sẽ tiến hành cho ra bể bạt. Đấy, đối với mình nuôi mình sẽ hạn chế dùng thuốc thôi, mình sẽ không bao giờ dùng thuốc như nhiều như các bạn mà chỉ dẫn trên mạng nhiều đâu. Mình sẽ tạo ra những cái khoáng tự nhiên rồi là những cái cách nuôi của mình, sau này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ra tận nơi bể thả của mình để các bạn xem được con ốc nó trưởng thành không dùng thuốc đó. Mình tạo ra một cái môi trường rất là tự nhiên. Các bạn thấy chưa? Đấy, các bạn đã để ý những lời mình nói thì các bạn nên thực hiện đi. Bạn nên chọn ưu tiên cho những cái dòng ốc, dòng những cái thực phẩm mà những cái dòng rau củ với lại thân cây mà giàu với chất khoáng, giàu những cái đặc biệt là giàu canxi. Giàu canxi thì sau này đánh tình trạng con ốc là thiếu thiếu canxi rồi gây ra mòn đít. Đó, mình trước đây mình nuôi mình hay gặp, nhưng hiện tại cho đến bây giờ thì mình nuôi làm theo cách của mình là không bao giờ gặp nữa. Trước đây mình cũng ủ môn cho ốc ăn nhưng mà mình không ngâm rã ra, không ngâm cho cái chất độc nó chảy đi, rồi mình cứ thả trực tiếp vào nuôi, thành là rất trong cái thùng xốp của mình rất là hôi hám, ốc cũng nhanh lớn nhưng mà hôi hám khiến cho lượng ốc ăn hụt rất là nhiều. Đó. Cho nên là nuôi càng lâu thì mình sẽ càng ngày mình sẽ phát hiện được những cái ưu nhược điểm của cái cách nuôi của mình. Đó. Hy vọng các bạn sẽ xem video và sàng lọc được những video bổ ích cho mình để chọn lựa được cái phương pháp phù hợp nuôi với phương pháp nuôi của mình. Nói về nuôi ốc thì dễ thật đấy, nhưng mà khó đấy. Khó với các bạn mà không có cái khu vực để mà nuôi, không có những cái ao hồ nhân tạo, ao hồ tự nhiên để nuôi, phải nuôi trong những cái bể si rồi ao bạt, nó hạn chế về cái khoáng chất và dinh dưỡng. Đó. Vậy là các bạn đã nghe mình chia sẻ, hy vọng các bạn sẽ học hỏi được nhiều cái kinh nghiệm từ cái sau cái video này của mình nhé. Chúc các bạn chăn nuôi một cái vụ mùa thành công tốt đẹp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé, cảm ơn bạn đã theo dõi, hy vọng các bạn sẽ chia sẻ video này và ấn nút đăng ký để ủng hộ kênh cho mình để mà mình chia sẻ tiếp những cái video bổ ích hơn nhé.